con này mới nhận hợp đồng đi Xuân Trường của Nam Định đó. Bây giờ đang bảo dưỡng cái này DC70G đời 2016. Nó có cái cải tiến chống va đập ha. Nó số khung 2 dòng. Có để chỗ gần cái bánh đà. Mọi người muốn xem lại con này thì mình có để trong video trong phần danh sách phát máy để qua sử dụng á. Mọi người vào đó xem ha. Lập hàm không? Trung ơi, Trung, Trung đâu rồi? Khỏi khỏi để đi, hồi nó nói để hồi nó. Bữa anh bấm vậy đâu, Trung để em chạy đi bấm Trung. Bấm nóng thì lực cái máy phun nó bị tét nữa rồi, vậy em chạy đi bấm rồi. Trường Sơn hả? Bữa anh bấm với dây đầu để em chạy đi bấm rồi. Ông nóng thì lực cái máy phun rửa xe. Rồi giai đoạn này lên đầu mọi người ơi, đợi xíu nha. Cái vậy chứ người Việt Nam mình mắc nó tin lắm. Kêu chủ máy ra bên. Chủ máy đâu? Chủ máy đâu? 70G. Đây là bảo dưỡng. Chủ máy đâu? Đợi xíu đi. Cười đẹp trai xíu.
qua đây xíu, qua đây xíu anh, qua đây xíu. Rồi rồi đúng rồi. 1 2 3. Rồi cảm ơn anh nha. Đẹp rồi đó. Chạy. Mình báo, mình báo lâu lâu nhờ bên trái thì sao đúng không? Rồi đi cái cũ, số điện thoại cũ. Rồi. Ủa cái máy này không có dám tay mà. Ủa vậy? Rồi đúng rồi. Đây mới bán cho người ta rồi 10 ngày nữa có nữa anh, 10 ngày nữa 3 chiếc nữa về tới 4.9. Rồi đây thôi còn 2 chiếc. Có miễn phí. Còn 1 chiếc 450, 1 chiếc 520. Máy đẹp hết. Rồi. 10 ngày nữa về tới 3 chiếc nữa. Rồi. Rồi xong con này rồi. Cảm ơn mọi người. Rồi chào mọi người nha. Đây là kho máy hiện tại của mình. Đây là kho máy hiện có của mình nha. Máy gặt DC70 mình còn rất là nhiều, tầm khoảng chừng 50 chiếc á. Còn 105 thì mình có 3 chiếc ha. Còn 95 cũng 3-4 chiếc luôn nha. Phía sau đây là cái khu mà mình bảo dưỡng máy á. Để hồi mình quay cho mọi người xem. Đây là mấy chiếc 105 mình mới về lúc nãy nha. Máy 105. Chất lượng máy thì tùy theo mỗi chiếc nha, giá có thể dao động rất là nhiều. Thì giá bây giờ là từ 260 trở lên tới 400 ha. Đây là mấy chiếc 95, DC95 vẻ đẹp á. Máy chạy nước thôi. Rất là mới, DC95. Đây là phía trước nhìn vô nè ha. Mọi người cứ vô mua máy nha. Ở đây mình ship tận nơi cho mọi người nha. Vô dù ở Lạng Sơn, Móng Cái gì cũng ship đầy đủ hết. Giao hàng miễn phí toàn quốc nha. Đây là khu vực phía trước nè. Với những cái máy cài đời mới ha. Mình nhập về. Máy đã qua sử dụng rồi là máy chạy nước. Máy chạy nước là những máy chạy ít á. Rất là ít. Thế họ chạy một tuần, một tháng là họ bán liền rồi.
Đây là xuồng ghe mình chuẩn bị đi giao cho khách đó. Cái xuồng này. Phía sau này cũng có nhiều máy cài lắm, ví dụ như 4708 hàng lướt nè, đó. Còn nhiều cái này. SB luôn ha. Bên này là 4508, mình mới về container đang kiểm tra lại chứ mới giao cho khách. Đây là khu vực để máy cộ lúa và những cái máy chở đất. Rồi, đây là cái khu mà mình làm bảo dưỡng máy cho khách nha. Đây, những cái máy mình đang bảo dưỡng là mình làm đây hết. Mấy cái 60 làm lại mình để bên đó nha, hàng làm mới á. Đây là những cái máy ta bán rồi, khách ta mua hết rồi, giờ là bảo dưỡng thôi. Bảo dưỡng thì nhiều cấp độ, ví dụ các bác muốn làm gì thì mình cứ yêu cầu mình làm nha. Rồi, xin chào mọi người nha. Nếu mà mọi người cảm thấy thích cái kênh video của mình á, thì ở phía đây nè sẽ có hiện cái nút đỏ nút đăng ký á, thì mọi người nhấp vào đó là mọi người sẽ theo dõi cái kênh bán hàng của mình. Thì ủng hộ mình bằng cách like video ha. Cảm ơn mọi người nha. Đây là ở phía trước công ty nha mọi người. Thì cái địa chỉ của mình đây là đường quốc lộ 53 nè. Mình đang ngay đầu đường quốc lộ 53. Địa chỉ số 167 á. Huyện Long ý của ấp Long Thuận A, xã Long Phước, huyện Long Hồ của tỉnh Vĩnh Long. Thì mọi người muốn dễ đi hơn thì cứ gần xa xa đây có một cái chỗ, cái tòa nhà trắng là cái bệnh viện đa khoa tỉnh Vĩnh Long á. Thì hỏi người ta bệnh viện đa khoa ở đâu là mình công ty mình cách đây có khoảng đúng cây số, qua một cái cầu me lớn nha. Cầu ông me lớn. Rồi, cảm ơn mọi người nha.